Chúa ở cùng anh chị em. Bà ở cùng cha. Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với các môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống cho người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 25 đến câu 34 mà Hội Thánh cho chúng ta nghe vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mà lễ này được kính là lễ nhớ buộc Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Hội Thánh. Chúng ta nên bắt đầu việc chia sẻ bằng cái lời đôi lời về cái lễ này, thưa anh chị em, về tước hiệu Đức Maria mẹ Hội Thánh nữa. Ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành hiến chế về giáo hội và tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội. Lời tuyên bố như thế này: vì vinh quang của Đức Trinh Nữ rất thánh và để an ủi chúng ta mà chúng ta tuyên xưng Đức Maria rất thánh mẹ giáo hội. Giáo hội tức là toàn thể dân Chúa của cả tín hữu lẫn các mục tử, những người gọi mẹ là mẹ yêu thương nhất. Và chúng ta muốn rằng từ nay về sau, với danh hiệu rất ngọt ngào như vậy, Đức Trinh Nữ còn được tôn vinh và kêu cầu nhiều hơn nữa bởi toàn thể các tín hữu Kitô. Và chúng ta biết sau đó thì vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu giáo hội cử hành lễ Đức Maria dưới tên này, dưới tên tước hiệu này vào thứ hai sau lễ hiện xuống, ngày tuôn đổ thần khí, đánh dấu sự ra đời của giáo hội với lời loan báo tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, đó là cái gốc gác của lễ tước hiệu thì là được công bố trong cái hiến chế về giáo hội bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI năm 64, nhưng chính thức lễ trở thành lễ buộc, lễ nhớ buộc cái tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria mẹ Hội Thánh thì lại là được thiết lập bởi Đức Thánh Cha Francisco năm 2018. Chúng ta thấy Hội Thánh dần dần khám phá ra cái tầm quan trọng của việc mừng kính cái mẫu tính của
màu tính hội thánh của Đức Maria, tức là việc mẹ sinh ra. Chúng ta thấy rõ ràng Đức Maria có hai màu tính. Màu tính thần linh, có nghĩa là mẹ sinh ra con Thiên Chúa, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Và màu tính hội thánh có nghĩa là mẹ sinh ra hội thánh, hay là nói một cách khác, mẹ sinh ra cái thân thể huyền nhiệm của con mẹ, chính là hội thánh. Bây giờ tôi mới vừa gợi ý như vậy để cho anh chị em hiểu được về hai cái mẫu tính này của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ hội thánh. Như vậy thì về vấn đề mẹ Thiên Chúa thì chúng ta thấy dễ hiểu rồi. Để làm mẹ là phải cưu mang rồi sinh hạ. Như vậy mẹ Thiên Chúa là mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, rồi mẹ sinh hạ trong huyền nhiệm, nhập thể và nhập thế của con Thiên Chúa. Đó. Rồi bây giờ mẹ hội thánh, thì nếu là mẹ hội thánh thì mẹ phải cưu mang hội thánh, và mẹ phải sinh hạ hội thánh thì mới có được cái tước hiệu là mẹ. Thưa anh chị em, như vậy thì mẹ cưu mang hội thánh khi nào? Và mẹ sinh hạ hội thánh lúc nào? Bây giờ chúng ta nhìn qua các bài đọc, nhất là bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa nghe, thưa anh chị em. Bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa nghe, tin mừng Gioan chương 19 câu 25 đến câu 34, thì chúng ta thấy rằng là kể lại cái việc mẹ đứng dưới chân thập giá, lúc Chúa trúc linh hồn, hay là trao thần khí thì đúng hơn. Khi Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Đó. Thì mà trước đó thì người nói cái lời gì với mẹ và với môn đệ yêu dấu của mình? Chúng ta biết là chỉ còn có 11 vị tông đồ, tức là nòng cốt của hội thánh của người. Đó. Nhưng 10 vị kia sợ hãi chạy trốn, hay không đủ can đảm đi với mẹ Maria đến dưới chân thập tự giá, chỉ có Gioan mà thôi. Cho nên Gioan là người đại diện hội thánh, thưa anh chị em, dưới chân thập tự giá. Còn Đức Maria, mẹ đưa Gioan lên đứng dưới chân thập giá. Chúng ta thấy vai trò của mẹ là kiên trì bền đổ dẫn vị đại diện hội thánh của người đứng tầng dưới chân thập tự giá. Đó. Thì khi mà Đức Giêsu, bản văn nói, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó, chúng ta thấy đây là mẹ của anh. Hội thánh dựa vào ở câu này của Đấng Cứu Thế để tuyên bố tước hiệu Đức Maria là mẹ của hội thánh. Như vậy thì ngay từ sau cái lời này, thưa anh chị em, thì có việc gì? Sau cái lời mà nói là đây là mẹ của anh, đây là con của bà, Đức Giêsu trao gửi hội thánh cho mẹ và mẹ cho hội thánh, thì là sau cái lời đó thì người tắc thở. Và người tắc thở bằng cách nào? Cái bản văn nói như tôi mới vừa đọc, đó là Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí, thưa anh chị em. Chúng ta để ý này, để cưu mang con Thiên Chúa thì Đức Mẹ đã nhận lãnh thần khí, phải không? Đó, qua lời truyền tin của sứ thần, Đức Mẹ nhận lãnh thần khí, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên bà. Đó. Rồi, và mẹ bắt đầu cưu mang con Thiên Chúa. Như vậy, ở đây cũng vậy, dưới chân thập tự giá, liền sau khi con của mẹ trao thần khí, trao cho ai? Trao cho mẹ, thưa anh chị em. Trao cho mẹ để một lần nữa, lần này mẹ cưu mang là mẹ cưu mang hội thánh. Bởi vì ở trên kia lời tuyên bố cưu mang, đó là gì? Đây là mẹ của anh, đây là con của bà, lời tuyên bố. Rồi hành vi trao ban, đó là gì? Trao thần khí. Như vậy một lần nữa thần khí đến trên mẹ để giúp cho mẹ bắt đầu cưu mang hội thánh. Cho nên mẹ cưu mang hội thánh lúc nào? Thưa, dưới chân thập tự giá, ngay lúc
con mẹ vừa tắt thở vừa trao thần khí, thưa anh chị em. Đó là mẹ cưu mang. Nhưng mẹ, nếu như ở Nazareth mẹ bắt đầu cưu mang con Thiên Chúa thì mẹ sinh hạ ở Bethlehem. Còn chúng ta nhớ là mẹ cưu mang hội thánh dưới chân thập tự giá. Và mẹ sinh hạ hội thánh lúc nào? Thưa, mẹ sinh hạ hội thánh vào ngày lễ hiện xuống, thưa anh chị em. Vào ngày lễ hiện xuống. Bởi vì chúng ta biết là sau khi đấng cứu thế lên trời thì các môn đệ sống trong sự sợ hãi, lo âu, khắc khoải, thì mẹ đồng hành với các vị. Mẹ làm tuần cứu nhật đầu tiên trong Kitô giáo để kính Chúa Thánh Thần, để chuẩn bị cho hội thánh của mẹ đón nhận Chúa Thánh Thần. Nhưng thực sự ra là trong 9 ngày đó, 9 ngày cái tuần cứu nhật trước lễ hiện xuống đó, sau khi con mẹ lên trời và để chuẩn bị đón nhận lễ Chúa Thánh Thần, trong 9 ngày đó mẹ cưu mang hội thánh của con mẹ, thưa anh chị em. Mẹ cưu mang từ dưới chân thập tự giá cho đến ngày lễ hiện xuống, và mẹ đã sinh hạ hội thánh ngay ngày lễ hiện xuống. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nhất là ở cao điểm 9 ngày, chúng ta ví mẹ cưu mang hội thánh như thể là trong 9 tháng 10 ngày vậy. 9 tháng 10 ngày, một hình thức ví von như vậy, chứ mà về phương diện thời gian không chính xác nha. Đó. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được là cái mẫu tính Thiên Chúa của mẹ, mẹ cưu mang và mẹ sinh hạ. Mẹ cưu mang ở Nazareth, con Thiên Chúa Nazareth, nhưng mà sinh hạ ở Bethlehem. Rồi, như vậy, còn mẹ cưu mang hội thánh dưới chân thập tự giá và mẹ sinh hạ hội thánh ở phòng tiệc ly, ở nhà tiệc ly, thưa anh chị em. Cho nên nó có một cái logic rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhà tiệc ly là nơi con Thiên Chúa Đức Giêsu tuyên bố trao hiến thân mình, cái lời tuyên bố trao hiến, trao thân gửi phận mình làm của ăn cho nhân loại. Mẹ sinh hạ hội thánh nơi chỗ đó đó, thưa anh chị em. Trong khi đó, mẹ sinh hạ con của mẹ, con Thiên Chúa ở nơi nào? Nơi Bethlehem. Nơi Bethlehem nghĩa là cái chữ Bethlehem, Bethlehem trong tiếng Do Thái là nhà bánh, nhà của bánh mì đó, thưa anh chị em. Nhưng mà trong tiếng, cũng cùng một tộc ngữ trong tiếng Ả Rập là nhà thịt ăn đó, thưa anh chị em. Chúng ta thấy, cho nên như vậy thì, và nhất là cái ở Bethlehem thì là cử chỉ là Chúa đặt mình vào trong máng cỏ, nơi chứa thức ăn cho bò lừa. Thì Chúa đặt mình vào trong đó, ý muốn nói rằng Chúa trao thân kể từ nay là nhân loại để hóa giải cái thú tính của con người, thưa anh chị em. Cái tham sân si, cái thú tính của con người. Đó. Chúa gạt cái rơm, cái thức ăn bò lừa ra, Chúa thay vào chính thân thể của người. Nhưng mà lúc bấy giờ Chúa không có nói, ở máng cỏ Bethlehem Chúa không nói, chỉ là cử chỉ trao thân gửi phận để nuôi sống con người. Trong khi đó, ở nhà tiệc ly, khi mẹ sinh hạ hội thánh, thì là nơi đó là nơi chính Chúa Giêsu tuyên bố bằng lời. Ở máng cỏ Bethlehem thì bằng cử chỉ trao thân gửi phận, dâng hiến mình làm của ăn cho nhân loại để hóa giải cái gì, cái tâm sân si và cái thú tính của con người. Trong khi đó ở nhà tiệc ly, khi mà mẹ sinh hội thánh, thì nơi đó là nơi hội thánh sinh ra, nơi mà gì, nơi Đức Giêsu dõng dạc tuyên bố bằng lời trao thân gửi phận, hiến dâng mình như của ăn để nuôi ai, thưa, nuôi hội thánh. Mà nơi đó mẹ sinh hội thánh vào ngày lễ hiện xuống, thưa anh chị em. Hội thánh sinh ra từ đó bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ sinh Đức Giêsu. Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ sinh ra hội thánh. Và chúng ta biết là
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Colosse chương 1 câu 18 ví Đức Giêsu là đầu của hội thánh và hội thánh là thân thể huyền nhiệm của Đức Giêsu. Cho nên một cách dí dỏm tôi thường hay ví như thế này: Đức Mẹ sinh hạ hai lần, thưa anh chị em. Đức Mẹ cưu mang hai lần và sinh hạ hai lần. Nhưng mà một người con mà thôi. Đó, sinh cưu mang hai lần, sinh hạ hai lần, nhưng mà chỉ có một thực thể, một hữu thể, một người con mà thôi. Đó là Giêsu Kitô. Lần đầu tiên Mẹ sinh hạ ở Bethlehem, Mẹ cưu mang ở Nazareth, sinh hạ ở Bethlehem là Mẹ sinh hạ cái đầu. Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Colosse chương 1 câu 18 mà tôi mới vừa trích dẫn, thưa anh chị em. Đó, thì cái đầu chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Lần đầu tiên Mẹ sinh hạ cái đầu. Lần thứ hai Mẹ sinh hạ cái mình, bởi vì hội thánh là thân thể, thân mình của huyền nhiệm của Đức Kitô, theo giáo huấn của Phaolô. Chứ như vậy mà tôi một cách dí dỏm tôi ví là Mẹ sinh ra hai lần, cứu mang hai lần, sinh ra hai lần, nhưng mà có một người là Đức Giêsu đầu, và thân thể huyền nhiệm của người chính là hội thánh. Chúng ta thấy tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta mừng cái gì? Mừng lễ kính cái mẫu tín của Đức Maria, mẫu tín hội thánh của Đức Maria, anh chị em. Đó, cho nên đó là những ví von và những cái trích dẫn để cho chúng ta thấy được là cái ý nghĩa quan trọng của cái mẫu tín, cái khả năng sinh nở của Đức Maria. Rồi bây giờ chúng ta xem thử, chúng ta ví qua, chúng ta thấy, thưa anh chị em, cái gì, đâu là những nhân đức để áp dụng cho đời sống của chúng ta, đâu là những nhân đức giúp cho chúng ta là con cái của Mẹ cũng có khả năng sinh nở, cưu mang, sinh hạ hay là sinh nở như Mẹ. Thưa anh chị em, Mẹ có khả năng cưu mang, là tiếp nhận và sinh hạ nhờ cái gì, thưa anh chị em? Chúng ta nhớ khi Mẹ nói tiếng xin vâng thì trong cái nội dung xin vâng đó là gì? Đó là tôi là tôi tớ Chúa, nữ tỳ tôi tớ của Chúa. Đó là khiêm hạ. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền, đó là vâng phục, thưa anh chị em. Như vậy thì hai nhân đức đó đã cho phép Mẹ cưu mang rồi sinh hạ. Nhưng thưa anh chị em, còn thiếu một nhân đức nữa đó, để mà sinh hạ hội thánh, để sinh hạ hội thánh, để cưu mang và sinh hạ hội thánh, thì thêm một nhân đức nữa, đó là gì? Nhân đức gọi là bền độ trong đức tin, thưa anh chị em. Bền độ trong đức tin, chúng ta thấy rõ ràng sứ thần báo và giải thích cho Mẹ rằng cái người con Mẹ mà Mẹ cưu mang kia là con Chúa Trời. Nhưng mà con Chúa Trời quyền năng như thế, mà bây giờ dưới chân thập tự giá Mẹ lại chứng kiến rằng con Chúa Trời lại bất lực trước cái quyền lực sự ác của ghen tương, của oán hận, của trả thù của giáo quyền Do Thái, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy như vậy thì đó là cái thách thức đau đớn nhất, khó khăn nhất của kẻ tin. Tin rằng đó là con Thiên Chúa với hình hài của kiếp người, mà con Thiên Chúa trong thời gian người giảng dạy, người phục sinh, người chết, người chữa lành, người giải thoát, lời quyền năng của người cứu bao nhiêu người như vậy, nhưng mà bây giờ người kết thúc bằng một bi kịch, đó là gì? Để bị đóng đinh và treo trên thập tự giá. Chết trên thập tự giá. Chúng ta thấy rõ ràng nếu như không kiên định, nếu như không bền độ trong niềm tin rằng đó dưới hình hài của một vị Thiên Chúa bị chà đạp, bị sỉ nhục, bị vu oan cáo giả đó, thưa anh chị em, mà mình nếu không kiên định, không kiên vững, không bền độ tin tưởng thì làm sao Mẹ có thể, thưa anh chị em, cưu mang hội thánh và sinh hạ hội thánh vào ngày lễ hiện xuống, thưa anh chị em. Cho nên tóm lại ba nhân đức để mà qua đó, nhờ qua đó mà Mẹ đã cưu mang và sinh hạ hội thánh, đó là gì? Khiêm hạ,
vâng phục và bền độ trong đức tin. Bền độ trong đức tin, thưa anh chị em. Đó. Mà cái sự bền độ trong đức tin này không phải là ở nhà tiệc ly, mà là ở dưới chân thập tự giá. Mẹ đã đi theo con mẹ trên đường khổ giá, và mẹ đã kiên vững đứng dưới chân thập tự giá, không xấu hổ, tỏ ra mình là mẹ của một tên tử tội, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy cái nhân đức sâu cùng đó đó, nhân đức bền độ trong đức tin, mặc dầu đôi khi khó hiểu, thưa anh chị em, mặc dầu đôi khi nghịch lý, con Thiên Chúa quyền năng như thế mà để bị đóng đinh, không thể hiểu nổi, nhưng mẹ vẫn tiếp tục tin bình độ đứng dưới chân thập tự giá. Và cái sự bình độ này nó được đi kèm theo bằng cái gì, thưa anh chị em? Cái bình độ trong đức tin này nó kèm theo cái gì? Cái lòng trắc ẩn đứng trước cái thân phận đời của con Thiên Chúa, lòng trắc ẩn, thưa anh chị em. Như vậy thì cái nhân đức thứ 4 để giúp cho mẹ cưu mang và sinh hạ, làm cho mẹ có khả năng sinh nở, thưa anh chị em, sinh sản ra nhiều, đó, nhiều con cái của hội thánh sinh hạ. Hội thánh tức là con cái của Cha trên trời, môn đệ của Đức Kitô sau này. Đó là nhân đức thứ 4, đó là lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn đứng trước thân phận đời của Thiên Chúa, thay vì nghi ngờ thì bền độ tin tưởng và bày tỏ lòng trắc ẩn. Hay là cái chữ trắc ẩn trong cái gốc tiếng Latin, trong gốc tiếng Pháp, tiếng Anh cũng vậy, nghĩa là cùng đau khổ với, cùng đau khổ với. Tiếng Pháp nó nói là compassion, tiếng Anh compassion chẳng hạn như vậy, compassio trong tiếng Latin, đó có nghĩa là cùng đau khổ với, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy không nghi ngờ, không nghi ngờ, không tuyệt vọng, không có mất niềm tin, nhưng tiếp tục bày tỏ nỗi đau với con Thiên Chúa. Đó là cái nhân đức thứ 4 để giúp cho mẹ là gì? Có khả năng sinh sản ra một đoàn con đông đúc. Như vậy thưa anh chị em, một đoàn môn đệ trung tín sau này là chúng ta, thưa anh chị em. Như vậy thì bây giờ áp dụng vào mẹ là mẹ chúng ta, như vậy chúng ta là con của mẹ, thì chúng ta làm gì, thưa anh chị em, để mà cũng có khả năng cưu mang và sinh hạ các linh hồn cho Cha trên trời, có khả năng cưu mang sinh hạ, thưa xin chúng ta xin mẹ với sự chuyện cầu của mẹ, chúng ta xin với thần khí của Chúa Kitô con mẹ, giúp cho chúng ta trau dồi bốn nhân đức cao trọng nơi mẹ, đó là khiêm hạ, vâng phục, bình độ trong đức tin, dẫu cho khó khăn nghịch lý như thế nào, và lòng trắc ẩn, chấp nhận đau khổ với, lòng trắc ẩn. Và bình độ trong đức tin chúng ta thấy rõ, nó thể hiện ở dưới chân thập tự giá, thưa anh chị em. Cho nên, thưa anh chị em, bao lâu chúng mình để có khả năng cưu mang và sinh hạ, mang lại hoa quả dồi dào. Chúa Giêsu cũng nói trong diện từ tiệc ly là ước nguyện của người là cho chúng ta mang lại hoa trái dồi dào. Đó, mà hoa trái đó, khi chúng ta nghe nói đến hoa trái thì chúng ta liên tưởng đến hoa trái của thần khí, hoa quả của thần khí mà Phao-lô nói trong thư gửi tín hữu Galata chương 5 câu 22 đến câu 23 gồm có 9 hoa trái: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thưa anh chị em, đó, chúng ta còn phải sinh trưởng những hoa trái đó, mang lại những hoa trái đó trong đời sống chúng ta, thì chúng ta cần bốn cái nhân đức của nơi mẹ, thưa anh chị em. Và chúng ta cụ thể hóa cái việc mà lòng trắc ẩn và của chúng ta như thế nào, làm sao chúng ta vun trồng thưa anh chị em, cái nhân đức lòng trắc ẩn, sự khiêm hạ, sự vâng phục, hay là sự bình độ trong đức tin, thưa anh chị em, nhất là lòng trắc ẩn chúng ta thể hiện trong đời thường qua cái gì, thưa anh chị em, tức là lòng trắc ẩn của mẹ được thể hiện ở dưới trong thập tự giá, nghĩa là thưa anh chị em, bao lâu chúng mình có những anh chị em bị đóng đinh trên thập giá đời của họ bởi bất công,
bởi đói nghèo, bởi chiến tranh loạn lạc, thưa anh chị em, có những anh chị em bị đóng đinh trên thập giá đời của họ, bởi vu oan, cáo già, nói xấu, nói hành, lăng mạ, chửi bới nhau. Thưa anh chị em, vu oan cáo già cho nhau, chà đạp danh dự đời nhau. Ấy, đó, nhiều anh chị em bị đóng đinh trên thập giá đời của họ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đứng dưới chân thập tự giá, mẹ không có nói lời nào. Cái ngôn ngữ tuyệt vời nhất của lời nói của mẹ, đó là lòng sự hiện diện và lòng trắc ẩn dưới chân thập giá đời của con mẹ. Cũng vậy thưa anh chị em, chúng ta để như mẹ, chúng ta đừng có nhiều lời, đứng hãy như mà hãy nói gương mẹ, chịu khó đi đường, đồng hành với đường thập giá của những anh chị em đói nghèo hay bị chà đạp, bị sỉ nhục, hay là bao nhiêu cái hoàn cảnh khác bị đóng đinh như tôi mới vừa nêu thưa anh chị em. Hãy đi đồng hành với họ và hãy thinh lặng đứng dưới chân thập giá đời của họ bằng một cái tâm cảm thâm sâu, đó là lòng trắc ẩn, có nghĩa là cùng đau khổ với họ, thưa anh chị em. Mỗi lần chúng ta giúp cho một những kẻ đói nghèo, mỗi lần chúng ta giúp cho những kẻ thiếu thốn, đó, những lần chúng ta giúp cho những kẻ mồ côi, mỗi lần chúng ta an ủi những người anh chị em đau khổ bị đóng đinh vì những chuyện này chuyện nọ trong gia đình của họ, hay là bởi vì bị ghen tương hận thù ái oán, bị sỉ nhục, nói xấu, nói hành, chửi bới, lăng mạ đời nhau, chà đạp đời nhau, đóng đinh đời nhau, thương chèm, mỗi lần như vậy là chúng ta đang đứng dưới thập giá đời của họ, thương chèm. Đừng lập giả đời của họ. Cho nên không cần phải nhiều lời, như mẹ, sự hiện diện nó thơm mùi của lòng trắc ẩn ấy mới là ngôn ngữ tuyệt vời nhất của tình yêu cứu độ, ấy mới là biểu tỏ cao đẹp nhất của cái gì, của khả năng sinh sản, sinh nở, mang lại hoa trái trong đời người môn đệ của Đức Kitô, thưa anh chị em. Nhân ngày lễ hôm nay, chúng ta xin với sự chuyển cầu của mẹ, chúng ta xin mẹ thương giúp cho chúng ta có được nhân đức ấy của mẹ. Con không giống mẹ thì giống ai bây giờ? Thưa anh chị em, xin cho chúng ta càng giống mẹ để trung thành theo bước Đức Giêsu, nhờ qua sự hướng dẫn của Thần Khí, nhờ sức mạnh của Thần Khí, chúng ta trung thành theo bước Đức Giêsu đi cho đến cùng giữa chân thập tự giá đời của con mẹ. Mà thập giá đời của con mẹ đồng hóa mình với những anh chị em đau khổ xấu số trong kiếp đời của họ, nghĩa là ở dưới chân thập giá đời của anh chị em mình, ấy là một trong những dấu hiệu của một Kitô hữu nó giàu cái sức mạnh trong khả năng sinh sản hay sinh nở, hay là trong cái mẫu tính thiêng liêng của họ, của chúng ta, thưa anh chị em. Amen.